Chào các bạn nha Trong cái video hôm nay thì tôi sẽ trình bày một cách khái quát về cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của cái hệ thống phanh ABS trên dòng xe Toyota Innova. Thì đối với cái dòng xe này thì nó chỉ có một cái tính năng ABS thôi, nha, chứ nó không có bao gồm những cái tính năng kết hợp khác, ví dụ như là hỗ trợ phanh khẩn cấp hay là phân phối lực phanh điện tử, hay là các chức năng kiểm soát lực kéo hay là cân bằng điện tử cho nên là nó sẽ rất là phù hợp đối với những cái bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về cái hệ thống phanh ABS ha. Thì ở đây là tôi mặc định các bạn là đã hiểu hết về cái một cái hệ thống phanh bình thường rồi ha. Bởi vì thực ra cái hệ thống phanh ABS đó, nó là một cái hệ thống phanh bình thường kết hợp thêm một cái hệ thống điều khiển thủy lực ha, để mà điều khiển cái hệ thống phanh chống lại cái hiện tượng bó cứng bánh xe trong khi phanh ha thì đây là cái sơ đồ khối của cái hệ thống phanh trên chiếc Toyota Innova này. thì ở đây nó sẽ gồm có ba khối ha khối thứ nhất ở bên trái là khối tín hiệu đầu vào tức là các cảm biến. khối bên phải là khối của các cái bộ chấp hành ha. còn ở giữa là cái ECU điều khiển trượt. thì các tín hiệu đầu vào nó bao gồm có bốn cái cảm biến tốc độ gắn ở bốn cái bánh xe ha. đầu tiên là cảm biến tốc độ bánh trước bên phải nè cảm biến tốc độ bánh trước bên trái cảm biến tốc độ bánh sau bên phải cảm biến tốc độ bánh sau bên trái rồi một cái tín hiệu nữa đó là cái uh, công tắc đèn thắng ha tín hiệu cuối cùng đó là cái uh, công tắc uh, thắng tay cái phần cơ cấu chấp hành của nó sẽ bao gồm là cái một cái motor điện ha để dẫn động cái bơm rồi bộ chấp hành thứ hai là các cái solenoid để mà đóng mở cái mạch thủy lực ha còn đây là cái dắt chẩn đoán ha để giao tiếp với máy chẩn đoán và cụm cuối cùng là cái đồng hồ tắp lô ha trong này thì nó sẽ chứa cái đèn báo abs cũng như là cái đèn cảnh báo hệ thống phanh ha và ở giữa là cái ECU điều khiển trượt ha thì sau khi nó thu nhận các cái tín hiệu đầu vào thì nó sẽ xử lý và nó điều khiển cái các cái solenoid cũng như là điều khiển bơm này để mà thay đổi cái áp suất thủy lực tác dụng vào các cái bánh xe để chống lại cái hiện tượng bó cứng bánh xe khi mà chúng ta phanh gấp ha. Ngoài ra thì nó còn điều khiển thêm cái đèn ABS hay là cái đèn báo cảnh báo hệ thống phanh ở trên tắp lô cũng như là sẽ giao tiếp với máy chẩn đoán để mà chúng ta thực hiện cái quá trình chẩn đoán ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vị trí lắp đặt của các bộ phận ở trong cái hệ thống này. Đầu tiên là cái phần số 1, đây là cái cái cụm ABS nè cái cụm ABS này nó sẽ bao gồm là cái ECU điều khiển trượt ha và cái bộ phận thủy lực luôn. Cái bộ chấp hành thủy lực ở đây thì nó sẽ bao gồm cái motor và cái hệ thống solenoid ha. Còn cái bộ phận số 2 đây là cái cảm biến tốc độ bánh xe ở trước bên phải. Số 3 là cảm biến tốc độ bánh xe trước trái ha. Số 4 là cảm biến tốc độ bánh xe sau trái. Số 5 là cảm biến tốc độ bánh xe sau phải và tiếp theo thì ở trong cabin ở đây là cái số 1 đây là cái cụm đồng hồ tắp lô ha trong này thì nó có là cái đèn báo ABS cũng như là cái đèn cảnh báo hệ thống phanh cái bộ phận số 2 đây là cái công tắc đèn phanh ha là nó nằm ngay cái ở phía trên của cái cần đạp phanh bộ phận số 3 ở đây là cái dắt chẩn đoán OBD2 còn bộ phận thứ tư ở đây là cái công tắc phanh tay ha đó là cái vị trí của các cái bộ phận ở trong hệ thống và tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái hoạt động của cái hệ thống ha. Thì ở cái hình đây chúng ta sẽ thấy nè, khi mà chúng ta đạp phanh gấp á, tại cái điểm này là cái điểm mà chúng ta bắt đầu đạp bằng đạp phanh á, thì cái hình A này nè là của một chiếc xe có trang bị phanh ABS, còn cái hình B này là của một chiếc xe không có trang bị ABS. Còn đây là cái chướng ngại vật ha. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đạp phanh gấp á, thì đối với cái xe mà có ABS á, thì chúng ta có thể là đánh lái vừa phanh mà vừa đánh lái để chúng ta tránh cái chứa ngay vật một cách an toàn ha. Còn cái hình B này là cái xe không có phanh ABS ha. Cho nên là khi mà chúng ta phanh gấp á, thì chúng ta đánh lái nó không có tác dụng nha, do lúc này là cái các cái bánh xe dẫn hướng nó bị trượt lết. Thành ra là chúng ta có đánh lái nó cũng không có tác dụng ha. Lúc này thì cái chiếc xe nó sẽ đi theo quán tính và kết quả là chúng ta thấy là nó nó đã qua chạm một cái chướng ngại vật ha thì cái này nếu mà trong cái tình huống thực tế thì thì có nghĩa là nó đã xảy ra tai nạn ha thì ý nghĩa của cái hệ thống phanh ABS trong trường hợp này là nó sẽ giúp mình là à, vừa phanh được mà vừa tránh được cái chướng ngại vật à, đây là cái cụm ABS nè cái phần à, ở phía sau này là cái motor bơm ha còn cái phần ở phía trước này là cái ESU ESU điều khiển trượt ở đây đây là cái ABS ha. Còn ở phía giữa này là cái cụm van, cụm van thủy lực. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cái hoạt động của cái mạch thủy lực ha. Thì đây là chính là cái mạch thủy lực ở trên chiếc xe Toyota Innova ha. Thì cái bộ phận mà ở trong các cái đường mà chấm gạch này nè, đó, đó chính là cái cụm ABS ha còn ở phía dưới này là bốn cái cơ cấu phanh của bốn cái bánh xe ha chúng ta thấy là ở bên trái là hai cái phanh của bánh trước nè là phanh đĩa nha còn hai cái bánh sau này là nó là phanh tăng trống thì ở trong cái cụm ABS này nó có tất cả là sáu cái solenoid rồi hai cái bơm tuy nhiên thì hai cái bơm này nó chỉ được dẫn động bằng một cái motor thôi ha hai cái bơm này là do hai cái máu cam nó điều khiển cái bơm piston thôi còn cái dẫn động của nó là cái motor điện ha còn ở dưới này là hai cái bình chứa nha. Giữa đầu vào và đầu ra của mỗi cái bơm á nó sẽ có hai cái van một chiều để mà chỉ cho cái dòng dầu đi theo một chiều thôi ha. Ở bên trong của ba cái solenoid ở trên này nó cũng có cái van một chiều luôn ha. Ở phía dưới thì không có. Thì ba cái solenoid ở trên này nè, người ta gọi là solenoid giữ áp ha. Còn ba cái solenoid dưới nè, ta gọi là solenoid giảm áp. Thì trạng thái của nó là ba cái con ba cái van 123 này là nó trạng thái thường mở ha. Tức là chưa kích điện vào thì nó sẽ mở và kích điện vô thì nó sẽ đóng. Còn ba cái van dưới á, là nó trạng thái thường đóng. Tức là chưa cấp điện vào thì nó đóng, còn cấp điện vào thì nó mở yeah. Rồi, ở bên ngoài á, cái mạch dầu bên ngoài á, thì chúng ta thấy là nó có tất cả là 1 2 3 4 5 ống kết nối vào cái cụm ABS hai ống ở phía trên đó thì nó sẽ kết nối với cái xi lanh phanh chính nè còn ba cái ống ở phía dưới hai cái ống bên trái thì nó sẽ kết nối với bánh xe trước bên phải và bên trái còn cái ống còn lại nó sẽ kết nối với hai cái bánh sau ha thông qua cái van điều hòa lực phanh thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy là cái hệ thống phanh ABS trên xe này là cái hệ thống phanh ba kênh ha tức là hai bánh trước nó điều khiển độc lập và hai bánh sau thì nó điều khiển đồng thời À, nó sử dụng chung một mạch dầu. ở đây là chúng ta thấy là cái mạch dầu phanh phía trước nó có thêm một cái ngã ba ha để nó đưa một cái đường dầu vào cái van điều hòa lực phanh ở phía sau. thì cái này chúng ta đã nghiên cứu trong hệ thống phanh thì chúng ta biết rồi ha. cái van đây là cái van điều hòa lực phanh theo tải và đồng thời là nó có thêm một cái tính năng an toàn nữa là để mà khi trong trường hợp là cái cái mạch phanh trước nó bị hư á, ví dụ như là nó mất nó gò gỉ dầu thì lúc này thì cái van điều hòa lực phanh nó sẽ không hoạt động nữa ha mà nó sẽ cho cái dầu tác động trực tiếp vào hai cái bánh sau luôn để tăng cái lực phanh lên tỷ lệ với cái độ nhấn của bàn đạp phanh ha do đó mà chúng ta thấy là ở đây nó sẽ có một cái đường dầu từ cái mạch phanh trước đi ra sau và tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cái hoạt động của cái hệ thống phanh ABS này nha đầu tiên đó là khi mà chúng ta phanh bình thường tức là À, chúng ta gà phanh nhẹ đó thì cái hệ thống ABS nó chưa hoạt động nha. Lúc này thì tất cả các cái van này nó chưa được cấp điện và cái bơm này nó cũng chưa quay luôn. thì trạng thái của các cái van thì nó như cái hình này. Tức là ba van trên đó là nó sẽ mở, ba van dưới là nó sẽ đóng. đóng mở ở đây là mình đang nói về cái mạch dầu nha. Còn tín hiệu điện thì nó là nó đang tắt hết nha, không có điện hết sáu van này. thì khi mà chúng ta đạp phanh đó ở đây chúng ta phân tích uh, ở một cái cụm ở bên trái thôi ha dầu đi từ xi lanh phanh chính nè nó vào cái qua nó phía trên đang mở nè rồi nó chạy qua đây rồi nó đi xuống cái xi lanh phanh của bánh xe ha để thực hiện quá trình phanh còn ở đây là do cái van này nó đang đóng thành ra là dầu nó không vào đây được nha yeah. đó là cái bánh trước bên trái ha còn cái bánh trước bên phải với hai cái bánh sau thì cái dầu nó cũng đi y chang vậy luôn nha yeah. tuy nhiên thì ở bánh sau á dầu nó trước khi nó đi tới cái xi lanh bánh sau thì nó phải qua cái qua điều hòa lực phanh ha rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cái trường hợp là khi mà chúng ta phanh mà ABS nó hoạt động ha thì cái quá trình hoạt động của ABS đó, nó sẽ bao gồm ba cái chế độ ha chế độ thứ nhất là tăng áp chế độ thứ hai là giữ áp và chế độ thứ ba là giảm áp thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích ba cái trường hợp này ha thì để cho cái việc mà nghiên cứu được dễ dàng đó, thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích trên một cái bánh xe cụ thể nào đó thôi không tức là mình sẽ phân tích hoạt động của một cái van ở phía trên và một cái van ở phía dưới là của một bánh xe nha rồi chúng ta sẽ quan sát cái hình ở đây ở đây chúng ta thấy nè hình a là tương ứng với chế độ tăng áp nha hình b là tương ứng với chế độ giữ áp và hình c là nó sẽ tương ứng với chế độ giảm áp thì quan ở trên đó là cái quan giữ áp nè quan phía dưới là quan giảm áp ha thì đầu tiên chúng ta phân tích ở chế độ tăng áp trước ha thì chế độ tăng áp này là cái quan ở phía trên nó sẽ mở và cái quan ở phía dưới nó sẽ đóng đây cũng là cái chế độ mặc định của hai cái quan này luôn tức là ở trạng thái này hai cái quan này là à, nó không có điện cấp vào ha À, lúc này thì uh, cái motor bơm nó sẽ được kích hoạt ha và nó bơm dầu nè, nó bơm dầu uh, từ cái uh, bơm vào và nó sẽ đi theo cái van này ha và đây cái đường này thì nó sẽ chạy lên chạy đến cái xi uh, lanh của bánh xe để thực hiện cái quá trình uh, tăng áp lên các cái xi lanh của bánh xe ha. thì khi thực hiện cái chế độ tăng áp á, thì cái tốc độ của bánh xe nó sẽ có xu hướng giảm dần ha và thông qua cái cảm biến tốc độ bánh xe thì cái uh, ECU uh, ABS nó sẽ biết được cái sự giảm tốc này và đến một cái giá trị nào đó thì nó sẽ điều khiển cho giữ chế độ giữ áp ha, để không thay đổi cái áp suất dầu tác dụng lên cái xe lên bánh xe thì chế độ giữ áp là cái hình ở giữa này hình B lúc này thì ECU ABS nó sẽ cấp cái dòng điện đến cái van giữ áp ha, cho cái van nó phía trên này nó đóng lại qua nó phía dưới thì không có điện ha, cho nên nó vẫn đóng như cũ trong trường hợp giữ áp thì van uh, giữ áp và van giảm áp nó đều đóng hết do đó là cái áp suất ở trong cái xi lanh bánh xe nó được giữ nguyên ha rồi tiếp theo là trường hợp thứ ba là cái trường hợp giảm áp ha nếu mà ecu abs nó, nó phát hiện là bánh xe này đã bị kẹt cứng thì lúc này là nó sẽ thực hiện cái chế độ giảm áp ở chế độ này thì nó sẽ cấp điện tới hai van luôn tức là van ở trên đóng lại van ở dưới mở ra và cái uh, motor nó hút dầu từ cái xi lanh bánh xe trở về ha để mà giảm cái áp suất ở trong cái xi lanh bánh xe thì khi mà thực hiện chế độ giảm áp thì cái tốc độ của bánh xe có xu hướng phục hồi ha nó sẽ tăng tốc lên do đó thì ABS nó sẽ lặp lại cái quá trình là uh, tăng áp ha để giảm cái tốc độ bánh xe lại rồi giữ áp rồi giảm áp nó cứ thực hiện ba cái chế độ này để mà nhằm mục đích là khống chế cái độ trượt của bánh xe từ 10 đến 30% ha để đạt cái hiệu quả phanh cao nhất. Chúng ta lưu ý là cái hệ thống phanh ABS là không phải là một cái hệ thống uh, chống bó cứng hoàn toàn ha mà nó sẽ khống chế cái độ trượt của bánh xe từ 10 đến 30% ha. Tức là trong quá trình mà ABS nó hoạt động á thì bánh xe vẫn có sự trượt nha. Và cái độ trượt này từ 10 đến 30% chứ không phải là uh, hoàn toàn không bị bó cứng nha. Thì uh, đây chính là cái hoạt động cơ bản của cái một cái hệ thống uh, thuần ABS thì nhờ cái sự phối hợp giữa hai cái van điện từ giữ áp và giảm áp cũng như là cái motor bơm mà nó sẽ điều khiển được cái uh, áp suất cung cấp đến các xi lanh đến xe để khống chế cái độ trượt của bánh xe trong quá trình phanh khẩn cấp ha. Rồi chúng ta sẽ trở lại cái uh, sơ đồ tổng quát. Hồi nãy là chúng ta phân tích ở một cái bánh xe ha còn trong một cái sơ đồ tổng quát á, thì ở đây là cái hệ thống phanh ABS ba kênh thành ra là trong uh, hai cái bánh trước là điều khiển độc lập nè còn hai cái bánh sau là điều khiển uh, nó điều khiển chung ha do đó thì uh, khi mà một cái bánh giả sử như hai bánh trước á, là có bánh nào mà bắt đầu trượt á, thì nó sẽ điều khiển riêng rẽ từng bánh ha thông qua cái việc điều khiển hai cái van giữ áp và giảm áp ha của một cái bánh xe đó thì uh, cái hoạt động của cái hệ thống phanh ABS trên chiếc xe này thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi à, nếu mà các bạn mà chưa gõ được cái uh, hoạt động của cái mạch thủy lực cũng như là các cái van này thì các bạn có thể là uh, xem kỹ lại cái uh, sơ đồ tổng quát ở đây nha thì ở trong trường hợp mà phanh bình thường á khi mà ABS vô hoạt động á thì ba cái van trên nó sẽ mở ha ba van dưới nó sẽ đóng tức là chưa có điện hết nha còn cái chế độ tăng áp thì cái trạng thái van nó cũng y chang vậy luôn nhưng mà lúc này thì cái bơm nó sẽ được kích hoạt ha uh, bơm nó sẽ đẩy dầu đến các cái bánh xe để thực hiện tăng áp còn ở chế độ giữ áp thì ECU ABS nó sẽ cấp điện tới cái van ở phía trên này nè để đóng nó lại ha thì cái áp sức dầu tại cái xi lanh bánh xe nó sẽ được giữ không đổi ha còn ở chế độ mà giảm áp thì ECU ABS nó sẽ cấp điện đồng thời đến cả hai van luôn ha van trên và van dưới hai van này thì van trên nó thì nó sẽ đóng lại van dưới nó mở ra thì lúc này là cái bơm nó sẽ hút dầu từ cái xi lanh bánh xe à, Trở về cái bình chứa ha Đó thì đây chính là toàn bộ cái hoạt động của cái mạch thủy lực Ở trong cái hệ thống phanh ABS trên chiếc xe Toyota Innova ha Thì nói chung đó là nó cũng khá là đơn giản chứ không có gì phức tạp ha Và còn một cái trường hợp nữa đó là cái Đó là khi mà cái trường hợp mà cái hệ thống điều khiển điện tử này mà nó bị hư hỏng á Thì lúc này là ECU ABS nó sẽ ngừng điều khiển các cái van điện cũng như là ngừng điều khiển bơm này ha thì lúc đó là cái hệ thống phanh của chúng ta sẽ trở về một cái hệ thống phanh bình thường bởi vì là do là ba cái van ở trên là ba cái van thường mở ba cái van dưới là ba cái van thường đóng nha cho nên là cái mạch dầu á nó sẽ đi như là một cái hệ thống phanh thông thường nha đó là một cái tính năng dự phòng khi mà cái hệ thống nó bị hư hỏng về cái phần điện tử ha. Thì tôi đã vừa trình bày xong về cái cấu tạo cũng như là hoạt động của cái hệ thống phanh ABS trên chiếc Toyota Innova này. Thì còn cái phần sơ đồ mạch điện cũng như là cách kiểm tra như thế nào thì tôi sẽ làm trong một cái bài khác ha. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.